Rồi sau đây mình sẽ đến với trận đấu thứ hai của bảng 3 nha mọi người. Trận đấu giữa Karina và Minkoi LC. Karina thì ở phía bên tay phải của mọi người là một siêu boss vỏ đen của server Thiên Long 23. Còn Minkoi LC ở phía bên tay trái của mọi người. Đây. Boss Tiểu Anh nổi danh một thời hồi xưa. Khi mà quan chiến thì mình cũng không có thể nào mà xem trang bị được nha mọi người. Ừ mọi người hãy comment cổ vũ đi nào. Minkoi LC hay là Karina đây mọi người. Rồi bắt đầu rồi. Minkoi LC và Karina. Phá vị địa lao đã trượt nhưng mà cái chiêu hôn mê lãnh phi tước thì lại trúng nha. Thiên ngoại phi tiên đã trượt à. Bây giờ bắt đầu tung khóa. Hôn mê, Karina đã thế vân chung rồi. Nhưng mà không né được hôn mê à. Rất là hay luôn à, hay điện thủ BK. Bác trận đồ. Khóa quyển 8, hơi sơn. Dính ngay một chiếc chân ngọc. Bây giờ bắt đầu xả sát thương vào Karina. Như vậy là xin chúc mừng tuyển thủ Minkoi LC đã ghi được 3 điểm đầu tiên cho mình trong cái bảng 3. Xin chúc mừng Minkoi LC.